iki kanal, her iki yakasında toplam 500 bin nüfusun yaşayacağı, bünyesindeki 7 adet köprüsü, 2 adet demir yolu ve hafif... Ngày 26 tháng 6 vừa qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bấm nút khởi công dự án xây dựng kênh đào Istanbul chạy song song với eo biển Bosphorus và nối biển Đen với biển Marmara. Với chiều rộng khoảng 150 mét, sâu 25 mét, kênh Istanbul sẽ có quy mô tương đương kênh đào Suez của Ai Cập hay kênh đào Panama. Dự án là sáng kiến cơ sở hạ tầng lớn nhất trong lịch sử của Thổ Nhĩ Kỳ với chi phí dự kiến lên tới 15 tỷ đô la. Hôm nay, chúng ta mở ra một trạng thái mới trong sự phát triển của Thổ Nhĩ Kỳ, đặt viên đá đầu tiên trong việc xây dựng cây cầu đầu tiên bắc qua kênh đào Istanbul, dài 45 km, chiều rộng tối thiểu 275 m và sâu 21 m. Tôi mong nó mang lại lợi ích cho Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ và tất cả nhân dân chúng ta. Cách đây 10 năm, vào ngày 28 tháng 4 năm 2011, ông Erdogan đã thông báo về dự án khổng lồ này trên cương vị Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay lập tức, sáng kiến này đã vấp phải sự phản đối từ các nhà hoạt động môi trường, cũng như giới quân sự, thị trưởng thành phố Istanbul và một bộ phận người dân. Cộng với đó là những khó khăn về kinh tế khiến siêu dự án này đã bị trì hoãn cho đến nay. Eo biển Bosphorus đang chịu áp lực lớn nhất trong số các tuyến đường thủy trên thế giới. Hiện 45.000 lượt tàu mỗi năm đi qua eo biển Bosphorus. Mỗi con tàu lớn đi qua đều mang lại rủi ro cho thành phố. Chúng chở các loại hàng hóa khác nhau và trong trường hợp xảy ra sự cố, thành phố sẽ bị đe dọa lớn về hỏa hoạn và tàn phá, kể cả các giá trị văn hóa. Theo số liệu thống kê, số lượng các tàu qua lại eo biển Bosphorus ngày càng gia tăng với 43.000 lượt mỗi năm, vượt quá mức tiêu chuẩn 25.000 lượt mà chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho là an toàn. Nếu không có gì thay đổi, số lượt tàu đi qua đây có thể tăng lên đến 78.000 lượt vào năm 2050. Dự kiến sẽ có 6 chiếc cầu bắc trên kênh đào. Dự án cũng bao gồm các cảng chứa container, khu vực hậu cần và đảo nhân tạo được xây từ chính đất đào kênh. Chúng ta không thể đóng cửa eo biển Bosphorus đối với hoạt động giao thông hàng hải, nên phải xây dựng một con kênh mới có khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Đây là dự án cứu lấy tương lai của Istanbul. Thực tế, đề xuất xây dựng một con kênh nối biển Đen với biển Marmara đã được khởi xướng từ thời Hoàng đế Ottoman Suleiman thế kỷ 16. Kể từ đó đến nay, dự án này đã được đề xuất lại tới 7 lần. Và lần này, chính phủ của Tổng thống Erdogan muốn nó sẽ được khánh thành vào năm 2023, bất chấp việc dự án đang gây chia rẽ nội bộ. Không chỉ mang lại giá trị lớn về mặt kinh tế, kênh Istanbul còn có tầm quan trọng chiến lược về địa chính trị. Công ước Montreux được thông qua năm 1936, có những điều khoản hạn chế sự tiếp cận của tàu chiến nước ngoài tới Biển Đen thông qua eo biển Bosphorus. Việc đào một con kênh chạy song song với eo biển này cho phép Thổ Nhĩ Kỳ có một luồng đường ra vào Biển Đen mà không chịu sự chi phối của Công ước Montreux 1936. Tuy nhiên, kênh đào Istanbul được nhiều người đánh giá là thách thức cơ sở hạ tầng lớn nhất của ông Erdogan khi tiến hành trong bối cảnh nền kinh tế suy yếu vì đại dịch COVID-19, đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ lao dốc và theo nhiều cuộc thăm dò, tỷ lệ ủng hộ của công chúng đang ở mức thấp kỷ lục.